đây đây nè, chạy đi lấy Fortuner, chạy lầu 3 để nghe già cho chị Loan ở Đồng Nai. Fortuner đấy mày, 2017 năm hôm nay đẹp chưa? Wow, long lanh nha mấy bạn. Lên xe đi, lên lầu 3 để sửa lấy ga nha. Quay luôn hả? Giữ quay luôn hả? Ừ, quay đi. Quay lên cho anh coi cái Fortuner 2012. Đây, coi xe được rồi hả? 2012 đây, coi xe được. Anh Hưng ơi, lấy xe nha. Ok, xin cảm ơn. Xe camera về trong nữa rồi. Đây Fortuner 2017 nè, Fortuner 2017, 2018, 2019 mà học ở quay cái clip mà ba chiếc đó cho con chú anh chị á, 2017, 2018, 2019 thì ba chiếc xe đó thì bên học bán sạch rồi. Giờ Fortuner mới dầu xuống sàn, bên học hết xe luôn. Còn máy dầu số tự động thôi. Đừng có chỉnh cái đó, chỉnh là chỉnh cái lúc này nè. Rồi. Để chỉnh nó nóng như một cái một gì mà. Thì để học chạy lên một vòng showroom của học nè. Đây là showroom xe cũ nè. Đây showroom xe cũ học hay quay nè. Đó. Còn ở đây là showroom xe mới. Đây là showroom dịch vụ nè các bạn. Fortuner 2019 xe này chưa bán rồi. Có khách hàng cọc rồi, bên Dung sẽ mang xe lên trên này nha quý vị. Xe Fortuner. Đây này là Fortuner 2012. Đây mình qua xe đó đó. Đó, mẫu xe cực kỳ hot nha quý vị. Đó, mình sẽ gửi chi tiết cho quý vị ha. Đây là khoang mà lắp phụ kiện. Và Fortuner 2012 gửi đến đâu quý vị? Rồi, mời quý vị đánh giá qua xe cực kỳ hot,
Fortuner 212 nha, máy xăng. Xin mời. Học bấm cái ghế, cái kiến lên không? Thì lên trên sân thượng nha quý vị. Đó, view landmark ha. Quý vị tìm đại lý bên Dung thì bấm landmark 81 tầng tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đó là bên Dung ở ngay phía dưới đó thôi. Chuyên đi gia đình rồi ha. Con xe mới đi. Nha, bên Dung có xe mới của Toyota đủ màu, giao ngay, khá là nhiều xe quý vị. Quý vị nào muốn mua xe mới thì cũng có xe mới luôn nha. Giá cũng đang rất là tốt trong mùa dịch này. Coi chừng đầu được không có đèn sửa. Đó quý vị, bầu trời xanh đất xanh. Fortuner máy xăng số tự động chạy sướng thôi, chạy nó im gầm cao không cảm giác bị ồn nhỏ. Xe hai cầu à, xe hai cầu nó về đi cực kỳ êm luôn. 485 triệu à. Đi thì sau này chạy vô vậy cái xe. Cái này là cái showroom cũ quý vị. Hiện tại thì bên Học đang làm cái nhà kho rất là nhiều xe ha. Bên Học có rất là nhiều xe có sẵn. Fortuner, lấy bên nào Học xa xa thì Học thấy chiếc Land Cruiser nè, Fortuner nè, Toyota Tick Vios. Nói chung là đủ loại xe Toyota và đủ màu. Còn bên Học có rất là nhiều xe có sẵn cho cô chú anh chị nhận xe ngay ha. Đó vậy thấy không? Ở bên Toyota Tân Cảng là bên đại lý cho lớn nhất Đông Nam Á. Còn đây là đường Vinthom. Rồi bạn Dung vô giới thiệu xe này luôn đi. Rồi đến quay nè. Rồi Học xin giới thiệu đây là mẫu xe mà Học cũng đã giới thiệu sơ lược qua nhiều lần ở trên clip tổng rồi các bạn. Đây là mẫu xe Fortuner được
sản xuất vào năm 2012, bản V, bản cao nhất nhau rồi. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, có giá bán niêm yết là 485 triệu, tiết kiệm cho cô chú anh chị được 20 triệu tiền biển số. Fortuner V là dòng xe hai cầu, máy xăng 2.7 lít, số tự động. Dòng xe Fortuner gầm cao, có rất là nhiều quý cô chú anh chị thích cái dòng xe này. Vì cái đầu xe nó vuông, đây là cái đầu xe mới nè mình. Cái đầu xe này á thì nó nhìn nó trông nó rất là hầm hố hơn xe mới nha. Mày nhìn ở góc này thấy không? Cái đầu xe mới nó nhỏ, nó gọn và đặc biệt cái thùng ở trên đó mày. Cái thùng ở trên thì nó vuông luôn. Còn cái thùng của cái xe mới nó tống vô. Không phải là khen gì nhưng mà câu chuyện là cái xe Fortuner mà đời thấp vậy mình đi ở trong nó rất là rộng. Nó rộng thật. Còn xe này thì Học mời quý vị cùng đi một vòng để đánh giá và cũng đi qua nè. Đến quá là ga lăng nè. Để cho cô chú anh chị thấy được cái độ bền bỉ của Fortuner theo năm tháng 2012 thì đến hiện nay cũng đã 9 năm rồi. Nhưng mà quý vị nhìn thấy không? Để từ cái phần mâm. Mâm này là mâm zin nha quý vị, mâm zin chưa sơn nha. Nhưng mà nó mới một cách long lanh. Marukuri bên Học làm cái vệ sinh rất là sạch sẽ và đánh bóng lại. Đó quý vị. Xe này là chưa hoàn tất Marukuri nha quý vị, nhưng mà hôm nay cũng đã ổn rồi. Quay phải quay. Bữa trước thì về nội thất ở trong thì xe này nó hơi có nhiều rác quá nên không thấy quay rất là sự, không có quay. Xe này bỏ sao, 2016 nhưng mà cái gai gió nó còn nữa mày, gai gió nó còn, gai còn cao rất là cao ha. Xe này sơn gầm lại full, mình học sơn gầm rồi. Rồi, cụm đèn lái sau nó còn mới tinh, cụm đèn lái sau nữa mày, chất lượng. Innova và đặc biệt là nói chung là những cái xe Toyota, cho chị đi 10 năm mới biết giá trị của Toyota. Người Nhật họ làm những cái độ bền, cái liền kim nó rất là hay vậy. Ví dụ như mấy cái nhựa này nè, mười mấy năm mà nó còn mới tinh. Cam kết quý vị là bên Học không có thay đèn lô rồi hết nha quý vị. Đèn là zin theo xe hết. Nếu mà còn ví dụ người bãi là thay zin, zin chính hãng. Đó. Và còn đây là khoang nội thất. Cô chú anh chị đi xe gầm cao á, ngồi cái ghế thứ hai rất là tốt, rất là khỏe, cái góc tựa lưng cũng cao. Đó. Thấy không? Cái này mình nếu mà mình chọc cái ghế sau xuống thì mình còn tựa được nữa, mình nằm dài luôn. Đó. Và cái ghế nó cũng có cái sự dịch chuyển, có độ có điều chỉnh dịch chuyển rất là hay. Nội thất ở trong mà rất là sạch sẽ vậy. Để Học quay cho. Sạch chân à, mày thấy không, tấp bi còn rất là chuẩn luôn, ở bọc trần luôn. Bạn Dung thấy xe đẹp không? Bạn Dung nè, chăm đi, chăm mấy bà con coi. Xe thì Học lướt qua phần keo chỉ ha, keo chỉ cam kết cho cô chú anh chị. Hồi mấy lần trước Học quay rất là quay cái thằng keo chỉ, nhưng mà hầu như là thật sự ra quay có nhiều quý khách hàng của Học á, Học quay trên điện thoại nó không có thể hiện được cái phần keo chỉ này hết. Với lại là khách hàng của mình á, người ta không có biết nên là Học xin phép không có quay. Nó thật sự mà nói, Học thì ngày xưa Học làm kỹ thuật nên nhiều khi mình suy nghĩ nó hơi bị ngắn. Nên mình nghĩ là mình biết, người ta sẽ biết. Rồi giờ Học sẽ tập trung vào nhiều những cái yếu tố. Xe này thì đây cái nút này là nút auto một chạm chống kẹt, nhưng mà chỉ có một cửa thôi, vẫn về xưa. Để khóa cầu. Khóa cầu này là quý vị không được đánh lái nè. Khóa cầu này là nó sẽ chạy đồng tốc hai bánh phía sau á. Khi mà mình đánh lái nó sẽ tắt máy liền. Đó. Gương chỉnh điện. Bạn Dung lên xe đi bạn. Thôi, để mở cái khoang động cơ cho mình xem. Rồi xuống, để hết xăng. Khoang động cơ làm sạch theo. Quý vị thấy sạch không ạ? Rất là sạch nha quý vị. Đó. Quý vị nhìn kỹ vào sâu sâu ở phần cốt trong. Quý vị thấy không? Cái máy ở dưới này.
rẻ. Nói chung là chắc là được. Cái động cơ đi 400 ngàn. Bên chúng ta có cái điện nữa mày, chỉnh tám hướng nha, rất là nhanh. Xe đi bao nhiêu cây rồi không? Xe đi 107 ngàn. Quý vị biết mà, học nói rất là nhiều rồi. Hệ thống lạnh tự động, cái đồ mồi thuốc cũng còn, cái kho ra. Phía sau kho lạnh, dàn lạnh phía sau vậy. 272 cầu nha quý vị, đi cực kỳ êm ha. Nếu mà xe này 100 cây khoảng bao nhiêu lít không? Nói chung thì xe số tự động á, chạy ăn xăng hay không là cũng lo phần nào là thôi. Số lượng tải trên xe, đi có full tải hay không, và mình đi những quãng đường nào. Chứ còn chạy mà kiểu mà mình nhiều xe cho nó chạy chớm thì nó cũng không có đến đỏ, nó khoảng 10 lít thôi nha. Xe này thì khoảng 11-12 lít, chứ còn mà nhiêu như nếu mà như học chạy đi hai người thì tầm khoảng 10 lít, nếu mà đi được 10 lít bình thường. Chứ còn xe này nếu mà muốn chạy hổ có thể chạy 13 lít cũng được, tùy theo cách chạy của mình thôi, tại vì cái động cơ nó cũng là động cơ BVTA mà, động cơ thông minh đó quý vị, khi mà mình đạp nó sẽ mở. Ghế phía sau nữa quý vị, cái da ha, nội thất màu kem rất là đẹp, nội thất đẹp tinh tươm nha quý vị, đi rất là êm luôn, ngồi không có nghe cái tiếng máy luôn quý vị, máy xăng mà. Những xe đời sau thì được cái là mình đi nó rất là êm và nó không có bị ồn ha, đi xa thoải mái nha quý vị, không có sợ sai xe ha. Quý anh chị cô chú nào mà bị sợ bị sai xe thì mình đi chiếc máy xăng mà đời sau như thế này này, không có ồn, mình đi rất là êm, không có lo say xe nha. Đây, chân hiệu vô đẹp, mông manh lắm, mới tinh. Xe này trong này là gì à? Có bạch. Rồi, ok. Rồi, kết thúc video tại đây thôi. Chuẩn bị có clip mới. Xe đẹp, giá rẻ, đi bền đó. Cam kết cho quý vị đầy đủ hết ha. Đây cầm ly em không buồn ngay nữa rồi. Mời kết thúc đi. Cầm ly 2012 học cũng chưa kịp quay, cũng đã bán rồi. Đây ổn quá ta. Cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sẽ cố gắng làm thật là nhiều clip để cho cô chú anh chị tìm thêm cho mình một vài sản phẩm nữa. Hãy coi tranh thủ mua xe trong mùa dịch này đi cho an toàn nha cô chú anh chị. Và sau đây thì Học xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào.